Hot News Showbiz. 10 bộ phim hay được chuyển thể từ các tác phẩm văn học kinh điển. Tác phẩm văn học kinh điển không bao giờ thiếu và chưa bao giờ ngừng có tác động lớn tới chúng ta. Chúng còn được nổi tiếng hơn nữa, được nhiều người biết tới qua tác phẩm điện ảnh. Hot News Showbiz đã chọn ra 10 bộ phim được chuyển thể từ các tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng nhất và được thể hiện thành công nhất. Những bộ phim này đã gây ra nhiều tiếng vang trong lòng công chúng cũng như những nhà phê bình. Gatsby vĩ đại. Được chấp bút bởi tác giả nổi tiếng Francis Scott Key Fitzgerald nói về cuộc sống thành thị của những người thuộc giai cấp thượng lưu đầu thế kỷ 20. Câu chuyện nói về tình yêu kiểu cũ nhưng cách thể hiện chính là mấu chốt thu hút người đọc. Phiên bản phim khiến hình ảnh trở nên thật hơn và biến bộ phim thành một phiên bản hiện đại hơn so với tác phẩm. Bộ phim truyền tải thành công năng lượng mà mỗi nhân vật có, sự điên rồ trong hành xử. Sự chói lóa của pha lê hay những chiếc xe đắt tiền phóng như điên. Bộ phim mang đến cả thế giới mới ngập tràn các giác quan người xem một cách tự nhiên nhất. Anna Karenina. Bộ phim được dựng lên theo cuốn tiểu thuyết của Leo Tolstoy, Anna Karenina. Nhiều nhà phê bình đã không nuốt nổi bộ phim này, cho rằng nó chỉ đơn giản là sự chắp vá từng chương trong tác phẩm của Leo Tolstoy. Nhưng không gian được thể hiện, trang phục cho tới cảm xúc của nhân vật vô hình chung đã tạo nên một thế giới thật không tưởng trước màn hình TV. Bạn sẽ thích bộ phim này bất kể nhà phê bình phim nói gì đi nữa. Dorian Gray. Forever young, forever girl, mãi mãi trẻ, mãi mãi bị nguyền rủa. Là thông điệp xuyên suốt bộ phim, phản ánh chân thật điều mà tác giả hướng tới. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của nhà văn học đại tài Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Phim gặp phải cái nhìn đầy sắt lạnh từ những nhà phê bình nhưng đã truyền tải đầy đủ câu chuyện đầy bí ẩn và thú vị của nhân vật nam chính hào hoa, phóng đãng cùng câu chuyện tình yêu. Kiêu hãnh và định kiến. Bộ phim tình cảm lãng mạn này được dựng lên từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Jane Austen. Tiểu thuyết nói về một cô gái nhạy cảm, hay mơ mộng nhưng mạnh mẽ, thông minh và khá thực tế. Nhân vật của Austen có khả năng nhìn toàn cảnh thế giới chứ không phải một mảng nhỏ nhắn nào đó. Lần này thì phiên bản chuyển thể dễ dàng được tiếp nhận, có chút mỉa mai, lãng mạn và nội tâm nhân vật được diễn tả đầy đủ như phiên bản sách của nó. Cậu bé Oliver Twist. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Shirley Dickens, Oliver Twist nhưng được thể hiện lại như một câu chuyện khác. Ngay cả cốt truyện cố tình chuyển đổi cũng không thể nào che giấu được cá tính thiên tài của Shirley Dickens. Bộ phim bên cạnh đó cũng đã thể hiện một cách tròn trịa nhất, đẹp và ấn tượng nhất có thể. Những người khốn khổ. Let Me Scribble có thể gọi là một tác phẩm xuất chúng của đại thi hào Victor Hugo. Nhiều siêu phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim, nhưng trong trường hợp này, tác phẩm chuyển thể xuất sắc nhất chính là phim nhạc kịch. Chính phép màu của âm nhạc đã tô điểm những nét bén nhất, chuẩn nhất lên nhân vật của ông. Phiên bản này chắc chắn sẽ lấy được lòng người xem. Bá tước Monte Cristo. Đây là một trong những tiểu thuyết xuất sắc nhất của Alexandre Dumas và được chuyển thể lên màn ảnh rộng vào năm 1998. Lúc đầu bạn sẽ không hiểu tại sao Gerard Depardieu lại được nhận vào vai một Edmund đang giàu có và đẹp trai. Chỉ vài phút sau, bạn sẽ hiểu ra vấn đề không nằm ở vẻ bề ngoài mà chính tài năng và sự lãng mạn đã tạo nên nhân vật hoàn hảo trên phim. Bộ phim đã có những thành công lớn là một phần nằm ở nam diễn viên chính. Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tiểu thuyết của Colin McCullough bắt đầu câu chuyện về một con chim chỉ có thể hót một lần trong cả quãng đời. Sau khi rời tổ, chú chim đã tìm được một bụi gai, nơi nó có thể cất lên tiếng hót trong trẻo của mình. Cuối cùng đã tự đâm chính nó lên chiếc gai nhọn nhất. Vượt qua sự đau đớn tột cùng, nó cất lên hót bài hát hay nhất từng có.
Ngay cả Chúa khi nghe tiếng chim hót cũng không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc. Ý nghĩa tận cùng câu chuyện rằng những điều đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất đều từng phải trải qua những nỗi đau, sự cố gắng tương xứng. Bộ phim được chuyển thể vào năm 1983 và tạo tiếng vang lớn. Jane Eyre. Đây là một trong những bộ phim được chuyển thể thành công nhất trong những cuốn tiểu thuyết của Charlotte Bronte. Tất cả nhân vật trong phim được thể hiện y như những gì bạn tưởng tượng trong đầu khi đọc sách. Nhân vật Rochester được thể hiện thành công bởi diễn viên tài năng Timothy Dalton, luôn thành công trong việc đẩy các cô gái ra xa rồi lại kéo họ lại gần. Rochester là một nhân vật tăm tối, nhiều bí ẩn, luôn có nhiều suy nghĩ trong đầu mà không ai đoán trước được. Cả câu chuyện là một ví dụ về tình yêu thực sự. Hàng thế kỷ trôi qua và những giá trị vẫn luôn được giữ đúng vị trí của nó. Bữa sáng ở Tiffany's. Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Truman Capote với nhân vật chính là cô gái nghèo Holly. Cô ước mơ một ngày có một cuộc sống thượng lưu ở New York. Thói quen của cô là được ngắm những đồ trang sức ở cửa hàng Tiffany. Cho đến một ngày cô gặp một nhà văn nghèo Paul Varzac phải làm trai bao vì không thể sống bằng ngòi bút. Họ đồng cảm với nhau, dần phát triển thành tình yêu. Holly bắt đầu nhận ra cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn tiền bạc. Bộ phim nhận được đề cử 5 giải Oscar và nhận được 2 giải trong số đó. Chiếc váy Audrey Hepburn mặc trong bộ phim trở thành biểu tượng mới của thời trang. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.